YouTuber Dưa Leo bị phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật. Theo đó, mới đây, ông Nguyễn Phúc Gia Huy bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật lên không gian mạng xã hội thông qua kênh YouTube Dưa Leo. Trước đó, Công an quận 10 đã tiến hành làm việc với Gia Huy về việc ông này dựng và đăng tải video clip lên kênh YouTube Dưa Leo có nội dung thông tin sai sự thật trên mạng. Từ buổi làm việc trên, ngày 16 tháng 8, Công an quận 10 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phúc Gia Huy về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật với số tiền phạt là 7,5 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ông Huy phải gỡ bỏ những thông tin sai sự thật đã đăng tải. Theo Công an, sau khi nhận quyết định xử phạt, ông Huy đã chấp hành việc đóng phạt. Được biết, Nguyễn Phúc Gia Huy, 41 tuổi, nghệ danh là Dưa Leo, được biết đến với vai trò là nghệ sĩ hài độc thoại, YouTuber.